Em thấy đi học rất vui, em sẽ cố gắng học cực tốt để sau này trở thành một bác sĩ giúp đỡ cho bố mẹ và quê hương. Nhìn khuôn mặt thông minh và sáng sủa với ước mơ cháy bỏng trở thành bác sĩ này, ít ai hình dung đây là một cậu bé bị liệt tứ chi từ khi sinh ra. Là con cả trong gia đình ba anh em, từ nhỏ cậu bé Nguyễn Thế Phong, 11 tuổi, sống tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, đã thiệt thòi hơn bà mẹ đồng trang lứa khi chỉ biết nằm ở nhà, chờ bố mẹ đi làm về, nhìn ngắm người em được cắp sách đi học tại ngôi trường ngay cạnh nhà. Thế nhưng, đó lại chính là động lực để Phong làm nên kỳ tích. Lúc đó gia đình đang ngồi ăn cơm, thì nghe cháu nói là, ba ơi, con viết được chữ ba rồi. Mà lúc đó là cháu chưa đi học lần bữa nào hết. Gia đình, cả gia đình mình bất ngờ, mình còn đến cô bà lập ba mẹ, nhưng mà đưa con viết cháu. Cháu con viết được chữ ba, xong rồi hắn là con viết được chữ mẹ, hắn vẫn viết được. Tuy rằng là hơi xấu nhưng mà nó viết được thành chữ. Lúc đó gia đình mới quyết định là thôi thì đang làm để liệu cho cháu đi học hay thử. Sau nhiều lần tìm hiểu xin cho con trai mình đến trường, Phong được nhận vào học tại trường tiểu học số 1 Xuân Trạch, học trễ hơn một năm và cùng lớp với người em ruột của mình. Hàng ngày Phong được bố chở đến tận trước cửa phòng học, rồi bế vào nằm trên một chiếc bàn dành riêng cho Phong. Trong giờ học, Phong nhờ vả cô giáo, bạn bè soạn sửa sách vở, bút thước, rồi đến khi chép bài, cậu bé lại cúi đầu ngậm lấy ngòi bút, kê lên tay, rồi dùng cằm đưa bút đi từng nét chữ. Sau hàng ngàn lần tập luyện, Phong viết chữ bằng cằm rất đẹp và đáng nể hơn. Phong là một học sinh tiêu biểu trong lớp, đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 2 năm học liền. Đến trường đều đặn tham gia các buổi học của lớp, và trong quá trình học thì em nó sử dụng em là kẹp vào trong cằm và tay để viết chữ, và chữ viết của em rất là đẹp, đều đặn và trình bày vở rất là cẩn thận. Và dù trời nắng hay là trời mưa nhưng em vẫn là vượt khó để đến lớp để tham gia một cuộc thi với các bạn. Trong lớp học nhỏ bé giữa điều trình Phong nha, cậu bé Phong cứ thế miệt mài, cúi đầu viết chữ và viết cả giấc mơ của mình. Trong gia đình nhỏ 5 người, có một cậu bé dù không may mắn nhưng lại là một niềm tự hào của bố mẹ. Và biết đâu, sau này, vùng xã nhỏ nằm lọt thỏm giữa di sản lại đổi lên tấm gương sáng nghị lực như một tiểu Nguyễn Ngọc Ký mới.